Bộ đội Bình Xuyên, tác giả Hồ Sơn Đài, Đỗ Tầm Trương, Hồ Khang, giọng đọc Hải Yến, số 7. Trời ụp tối, từ vị trí chiến đấu, các bộ đội nhanh chóng vận động về phía nam ấp Hòa Phú 2, tập kết tại bờ bắc, lần lượt xuống ghe thuyền vượt sang bờ nam sông Cửa Tiểu. Bên kia bờ đã là Tân Thới, một trong hai làng trên Cù Lao Lợi Quan, hay còn gọi là Cù Lao Tân Thới, thuộc Tổng Hòa Đồng Hạ, huyện Hòa Bình, tỉnh Gò Công. Phủ xanh Cù Lao là Đước, Già Hôi, Bần Xú, Dừa Nước, loài cây ưa mặn. Rời ghe thuyền nhắm hướng Tây Bắc, Đông Nam, đoàn quân mải miết đi, bốn bề yên tĩnh. Vượt qua quãng đường chừng hơn 10 km, bộ đội được lệnh dừng chân, tạm trú trong nhà những người nông dân. Đây là xóm nghèo, hẻo lánh, thưa thớt dân cư. Đất đai phần nhiều còn hoang hóa. Trên Cù Lao, bộ máy Tề Ngụy vừa mới lập, bọn làng lính còn mặc cảm, ngán sợ, chưa dám với xuống vùng này. Bộ đội ta an toàn nghỉ qua đêm và cả hôm sau, ngày mùng 9 tháng 2 năm 1946. Nhưng sáng hôm đó ở Hòa Ninh, một lực lượng khá đông quân địch kéo tới, dè dặt tiến vào làng, vồ hụt quân ta, địch dọa dẫm đe nẹt dân chúng địa phương. Bà con đã khéo léo đối thoại, không để địch biết được hướng di chuyển của bộ đội. Địch rút khỏi, bà con bí mật cho bộ đội mượn ghe cửa, loại ghe lớn vượt sông khi sóng to và cả người chèo lái. Đêm mùng 9 tháng 2 năm 1946, từ các ấp Tân Định, Tân Thạnh, Tân An, xã Tân Thới, bộ đội ta men theo đường rừng vòng lại bến con sông Cửa Đại nhỏ. Đoàn ghe cửa lẹ làng rẽ nước đưa nhanh quân qua sông Cửa Đại nhỏ, tiếp đến sông Cửa Đại lớn. Với sự giúp đỡ của bè bạn ông Tư Phương và du kích hai ấp Vĩnh Hội, Vĩnh Huê, làng Vang Cuối, bộ đội ta nhằm hướng Đông Nam vượt tỉnh lộ 17 tới đóng ở các ấp Kiến Vàng, ấp Ao Vuông, phía Nam và Tây Bắc xã Tân Phú Trung, một xã thuộc Cù Lao Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Sáng hôm sau, ngày mùng 10 tháng 2 năm 1946, bộ chỉ huy nhận được tin báo trận địa phía nam cầu Ba Lai và mặt trận An Hóa, Gia Hòa đã vỡ. Thị xã Bến Tre đã bị địch chiếm ngày 7 tháng 2 năm 1946. Huyện lỵ Rồng Trôm cũng đã rơi vào tay giặc. Đêm 10 tháng 2, quân ta lại lên đường vượt sông Ba Lai. Bộ đội tới đóng ở các xóm xen kẽ giữa những đám rừng thưa, Châu Phú, huyện Rồng Trôm. Đang mùa khô, đất xe cứng, việc đi lại của bộ đội dễ dàng. Trong khi đó, ở Bến Tre, địch triển khai lập hệ thống đồn bốt, tổ chức tuần tra, canh gác trong nội đô và xung quanh thị xã, tập trung lực lượng mạnh gồm bộ binh và tàu chiến, đánh chiếm và kiểm soát các trục lộ quan trọng 17, 26, 27, 6 nhằm mở đường tiến chiếm các huyện lỵ còn lại trong tỉnh như Hàm Long, Hương Mỹ, Ba Chi, Mỏ Cày, Thạnh Phú. Do vậy, công cuộc bình định còn lại buông lơi hoặc chưa được triển khai, thực hiện ở các vùng nông thôn Bến Tre. Khu vực mà bộ đội Bình Xuyên bấy giờ đang trú đóng vẫn còn là vùng độc lập. Tại đây, bộ đội ta đỡ căng thẳng hơn. Những ngày ở Châu Phú, bộ chỉ huy được tin, lực lượng võ trang của Mỹ Tho, Gò Công và Bến Tre đã sát hợp thành giải phóng quân liên tỉnh Mỹ Tho, Gò Công, Bến Tre về mặt tổ chức. Trên thực tế, ba bộ phận hợp thành này vẫn hoạt động tương đối độc lập dưới các tên gọi Bộ đội Gò Công, Bộ đội Mỹ Tho, Bộ đội Trương Văn Dầu, tức Bộ đội Bến Tre. Đại diện các bộ phận đó đã có một số cuộc tiếp xúc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Bình Xuyên nhằm bàn bạc một số vấn đề về tổ chức lực lượng xây dựng địa bàn đứng chân của đơn vị mình trong tình hình mới. Những người dự họp đã thảo luận và thống nhất rằng giờ đây, địch đã chiếm đóng hầu hết các tỉnh lỵ, huyện lỵ, các khu vực đông dân cư.
đã kiểm soát các trục lộ giao thông thủy bộ huyết mạch trên địa bàn ba tỉnh Mỹ Tho, Gò Công, Bến Tre. Việc lực lượng võ trang ta trụ bám và chiến đấu trên một địa hình bị chia cắt mạnh bởi trăm ngàn rạch kinh chằng chịt thì việc xây dựng các căn cứ kháng chiến lâu dài là điều kiện khó khăn phức tạp. Dọc theo các huyện ven biển như Bình Đại, Ba Chi hoặc vẫn còn dăm ba cánh rừng ngập mặn có thể dựa vào để lập các bàn đạp, các căn cứ nhỏ cho một lực lượng cỡ đại đội chú ém ngắn ngày mà thôi. Không còn hội đủ điều kiện cho các đơn vị võ trang tập trung hoạt động lâu dài. Đại diện các bộ đội Gò Công, Mỹ Tho, Trương Văn Dầu đề nghị với bộ đội Bình Xuyên chuyển về rừng Sác, miền Đông, chung sức đánh giặc. Sáng sớm ngày 14 tháng 1 năm 1946, một đoàn công voa của địch gồm 10 ghe, chất nặng các hàng hóa quân sự theo sông Bến Tre rẽ vào kinh Chẹt Sậy. Theo nguồn tin trinh sát, đoàn công voa được hai tàu kéo, một tàu kéo 5 ghe, mỗi ghe trọng tải từ 2 đến 3 tấn. Lực lượng hộ tống gồm hai trung đội Âu Phi và hai cano võ trang làm nhiệm vụ trinh sát mở đường. Đoàn công voa sẽ vào sông Ba Lai để xuôi ra biển. Căn cứ vào độ đường sông nước và tốc độ đoàn công voa, bộ phận trinh sát nhận định khoảng 13-14 giờ chiều, địch sẽ ngang qua khu vực mà quân ta đang trú đóng. Bộ chỉ huy quyết định tổ chức phục kích đánh đoàn tàu chở hàng nhằm tiêu diệt một bộ phận địch, củng cố lòng tin của nhân dân, hỗ trợ cho chính quyền đoàn thể địa phương, góp phần giải quyết một phần khó khăn về lương thực thực phẩm của nhân dân và bộ đội. Trận địa đón địch được bố trí trên sông Ba Lai, thuộc khu vực trên sông Phong Mỹ, cách ngã ba Chẹt Sậy, Ba Lai 1,5 km về phía đông nam. Hai ven bờ cây cối tùm che phủ. Nơi đây, mặt sông Ba Lai trải rộng trên 200 mét. Công sự trận địa phục kích kéo dài hơn 1 km về phía hạ lưu. Chiều oi ả, con nước đang ròng, những con kền kền có bộ lông màu nâu đập cánh tìm mồi trên dòng sông lờ lững. Trong cái vắng lặng của không gian, các chiến sĩ đã nghe rõ dần tiếng động cơ vọng lại. Lệnh sẵn sàng chiến đấu được phát ra, các bộ phận lực lượng nhanh chóng vào vị trí chiến đấu. 2 giờ chiều, đoàn công voa lừ lừ tiến tới. Gần vào khu vực trận địa của ta, chiếc cano đi đầu bỗng tăng tốc xé nước trồm lên, bắn mấy loạt đại liên vào hai bên bờ sông Ba Lai rồi ngoái lại, giữ nguyên cự ly giãn cách ban đầu. Chờ cho đoàn công voa lọt hẳn vào trận địa, bộ chỉ huy quyết định nổ súng tiến công. Lập tức, các loại súng của ta tới tấp nhả đạn vào các mục tiêu. Trận đánh diễn ra chớp nhoáng, gần 3 trung đội của địch bị tiêu diệt và bắt sống, một số tàu ghe bị bắn hỏng, toàn bộ hàng hóa về tay quân ta. Sau khi trao đổi với Trương Văn Dầu, bộ chỉ huy tiến hành bàn giao chiến lợi phẩm cho chính quyền đoàn thể cách mạng và nhân dân địa phương. Đêm buông xuống, đoàn quân rời Phong Mỹ, cắt rừng qua xã Châu Phú và Châu Thới, đến đóng tại kinh Rạch Hợp ở mạn đông nam của xã Châu Bình. Quân về, xóm ấp trở nên sôi động, mọi người rối rít dọn dẹp chuẩn bị chỗ nghỉ cho bộ đội. Đồng chua nước mặn, mỗi năm chỉ trồng cấy một vụ lúa, năng suất thấp nên cuộc sống của người dân nơi đây còn rất nghèo. Tuy vậy, ai nấy đều lo cơm ăn nước uống cho bộ đội. Nước uống mùa khô ở miệt biển triền sông nước mặn trở nên hiếm hoi. Mọi người trong xóm thức khuya dậy sớm gạn lọc từng nồi cho cán bộ chiến sĩ đủ dùng. Chiều 15 tháng 2 trời lặng gió, bộ đội đang nghỉ trưa thì nhận lệnh khẩn trương triển khai đội hình sẵn sàng chiến đấu theo phương án tác chiến đã phổ biến. Từ huyện Lỵ Rồng Chôm, một đơn vị bộ binh địch vận động theo tỉnh lộ 174 về phía Châu Bình. Qua ống nhòm, ta quan sát thấy toàn bộ địch có khoảng gần 2 đại đội. Tới ngã ba đi Rồng Chôm, ngã ba tại ấp Hòa Bình, Mỹ Chánh, Ba Chi, phía đông nam xã Châu Bình, chúng bắt đầu triển khai đội hình. Tại ngã ba này, chúng đặt sở chỉ huy, trận địa hỏa lực và một trung đội làm lực lượng dự bị và giữ mặt sau của đội hình tiến công. Được hỏa lực yểm trợ, hai đại đội xuồng cao su vượt qua rạch Bà Chi Rôm, nhánh tẽ của con rạch Hiền Nhân,
vòng qua Tây Bắc xuống Đông Nam và Nam xã Châu Bình. Vừa đổ bộ lên bờ Bắc Rạch, địch để lại một bộ phận nhằm bảo vệ khu vực đầu cầu Bến Vượt. Còn lại, hình thành hai mũi tiến dọc theo bờ Bắc và Nam con kinh Bình Khương, một nhánh của rạch Bà Chi Rôm dài 4 km tạo thành địa giới giữa Châu Bình phía Bắc với xã Mỹ Chánh Hòa, huyện Ba Chi phía Nam và xã Tân Phú Trung, huyện Bình Đại phía Đông. Đồng thời, sở chỉ huy rời đến đóng tại đầu cầu Bến Vượt. Đây là cuộc hành quân càn quét nhằm phát hiện và tiêu diệt lực lượng đã tổ chức trận phục kích đoàn công hoa của địch hôm qua. Nón dạ vành to, quần áo màu vàng, súng 55 trong tay, địch lố nhố tiến vào trận địa phục kích của ta. Bình tĩnh chờ cho địch vào sâu trong tầm sát thương của hỏa lực, bộ đội ta đồng loạt nổ súng vào đội hình tấn công của chúng. Cùng lúc, sở chỉ huy trận địa hỏa lực của chúng cũng bị hỏa lực trọng liên 13 ly 2 và những khẩu VB tập kích. Mũi thứ nhất gồm 3 trung đội bị tiêu hao nặng và bị loại khỏi vòng chiến đấu từ những loạt đạn đầu. Một số ít thoát chết nhoài vội xuống sông. Mũi thứ hai gồm 2 trung đội cũng nhanh chóng bị đánh tan. Nhiều tên vứt súng lội qua rạch Bến Thắng thuộc Mỹ Chánh Hòa, Ba Chi, theo lộ 173 chạy tới ngã ba Rồng Chôm, hợp cùng lực lượng dự bị tháo lui về huyện lỵ Rồng Chôm. Trận đánh kết thúc vào khoảng 15 giờ 30 phút. Bộ đội Tân Thuận được lệnh bí mật vận động tới khu vực ngã ba Rồng Chôm, nơi địch tập kết vượt rạch vào càn quét lúc xế chiều, xây dựng công sự, bố trí lực lượng sẵn sàng chặn địch. Sắp sang canh, bộ đội Tân Thuận được lệnh rút về rạch Rợp, lại ra đi, đoàn quân băng qua cánh đồng tiến về phía bắc. Trăng 13 sắp tàn, phủ mờ trên nẻo đường mùa khô trên cánh rừng ngập mặn. Qua những vạt rừng trú đậu của vô số loài chim, tiếng thậm thịch của đoàn người làm cho bầy chim sao xác rồi ngưng lắng bốn bề. Thẳng hoặc trên chảng trống, dăm ba nóc nhà tròi ruộng loi thoi hiện ra im lìm trong sương đêm. Gần 3 giờ sáng, đoàn người dừng lại chia quân đóng trong xóm nhỏ. Đây là địa bàn ấp Bình Khương nằm ở phía đông bắc của xã Châu Bình. Nhà cửa cất thành từng cụm dăm bảy nóc nép dưới tán lá. Đây đó, những vạt ruộng vừa được vỡ hoang còn ngái mùi cỏ đắng. Trời sáng, có tiếng máy bay từ xa vọng lại. 3 chiếc Spitfire từ phía bắc lao tới, đảo mấy vòng trên khu vực đóng quân của bộ đội Bình Xuyên, rồi chúi xuống xả mấy loạt đạn vào xóm nhỏ. Tại nơi đặt bản doanh của bộ chỉ huy, khi nghe tiếng máy bay, Dương Văn Dương và một số cán bộ chiến sĩ vội ra sau lưng nhà, nấp cạnh cây rơm theo dõi hoạt động của máy bay địch. Trong lúc ông đang quan sát, một loạt trọng liên từ máy bay địch bắn xuống khu vực bộ chỉ huy. Dương Văn Dương bị trúng đạn và hy sinh, máu nhuộm đỏ những cọng rơm vàng và thấm vào lòng đất nơi ông vừa ngã xuống. Bấy giờ là 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 2 năm 1946, tức ngày 14 tháng 1 âm lịch. Trước tổn thất quá lớn và bất ngờ, hai người còn lại trong bộ chỉ huy quyết định khẩn trương họp cán bộ chỉ huy các bộ đội. Hội nghị nhận định rằng đức độ và tài năng của vị chỉ huy Dương Văn Dương là niềm tin của cán bộ và chiến sĩ Bình Xuyên. Tin anh không còn nữa, nếu lộ ra chắc chắn sẽ gây bất lợi. Do vậy, hội nghị quyết định tuyệt đối giữ kín việc Dương Văn Dương hy sinh, bí mật an táng anh, đồng thời thi hành biện pháp nghiêm ngặt để thực hiện quyết định này. Hội nghị nhất trí cử Trần Văn Đối thay Dương Văn Dương làm chỉ huy trưởng đoàn quân. Ngoài ra, cơ cấu và sự hoạt động của bộ chỉ huy cần phải được giữ nguyên như cũ để phục vụ quyết định thứ nhất. Hội nghị cho rằng mục tiêu các cuộc hành binh về Bến Tre tăng viện cho mặt trận An Hóa, Gia Hòa đã kết thúc. Địch đã thiết lập quyền kiểm soát ở hầu hết các khu vực sung yếu như thị xã, thị trấn, ven các đường trục giao thông và các vùng đông dân. Giờ đây, việc đảm bảo mọi mặt cơ động lực lượng, tiếp tế lương thực thực phẩm, bổ sung đạn dược, vũ khí cho một lực lượng tập trung hơn 500 người có thể trụ bám và chiến đấu dài ngày trên vùng địa hình hẹp, lầy thấp, bị hệ thống sông kinh rạch chia cắt như vùng độc lập còn lại của Rồng Chôm nói riêng
của Bến Tre, Mỹ Tho, Gò Công, Tân An nói chung đã là điều không thể. Hội nghị quyết định khẩn trương tổ chức cho bộ đội trở lại rừng xác miền Đông. Trở về theo đường cũ là điều cho đến thời điểm này đã trở nên nguy hiểm. Chắc chắn địch đã có biện pháp chặn giữ ngặt nghèo hơn. Hội nghị nhất trí chọn giải pháp ông Ba Đạt đề xuất. Lợi dụng mùa gió nồm đang đến, mượn ghe cửa căng hết ba buồm, đưa bộ đội vượt biển. Đường đi chừng 40 km, tốc độ ghe cửa hơn 10 km một giờ. Tính ra nếu xuôi lọt thì sau 4 giờ trên sông nước, đoàn quân sẽ về tới rừng xác miền Đông. Ông Ba Đạt và nhóm lãnh nhiệm vụ đưa bộ đội đến chỗ tập kết mới, mượn ghe cửa của ngư dân và làm hoa tiêu cho đoàn ghe đi đúng hướng. Trương Văn Dầu cũng đem lực lượng của mình tới kịp cùng về rừng xác với bộ đội Bình Xuyên. Đêm 16 tháng 2 năm 1946, dã biệt ấp Bình Khương, nơi yên nghỉ ngàn năm của người anh cả, đoàn quân Bình Xuyên lại ra đi. 2 giờ sáng ngày 17 tháng 2, toàn lực lượng đã tập kết đầy đủ ở các xóm Đông Nam Thị Tứ Thới Thuận, huyện Bình Đại. Vào thời gian này, Thới Thuận tương tự các xã Thừa Đức, Thanh Tân, Phước Thuận trên vùng rừng xác còn chưa bị địch chiếm. Chính quyền đoàn thể cách mạng vẫn đang mạnh. Đa phần ngư dân sống bằng nghề hái củi, đánh cá, trồng trọt trên các dãy đất rồng. Một số là chủ các hiệu tạp hóa nhỏ, chủ vựa cá, vựa củi, sửa chữa và đóng ghe thuyền. Trong lúc đoàn quân dừng lại nghỉ, bộ phận tiền trạm của nhóm ông Ba Đạt mượn đủ số ghe cần thiết. Khi tất cả đã sẵn sàng chờ xuất phát thì bộ chỉ huy nhận được nguồn tin do số bà con vừa đi đánh cá hoặc bỏ hàng xong ở Sài Gòn trở về báo lại. Liền mấy hôm nay, chiến thuyền địch xuất hiện nhiều, tăng cường soát xét trên các luồng đi lại của ghe thương hồ, thuyền đánh cá, có cả những chiếc neo đậu ngoài khơi dập dình. Lời mách của bà con khớp với tin tình báo của ta, bộ chỉ huy họp bàn quyết định bỏ đường biển, quay về theo lối cũ. Tối 18 tháng 2 năm 1946, đoàn quân lên đường. Sáng hôm sau, 19 tháng 2 năm 1946, đại diện bộ đội Gò Công, trong đó có Ba Vinh, tức Nguyễn Huỳnh Ngân, từ xã Thừa Đức đến thị trấn Thới Thuận, liên hệ đưa lực lượng nhập với bộ đội Bình Xuyên về miền Đông xây dựng căn cứ. Nhưng đã muộn, bộ đội Bình Xuyên đã ra đi đêm trước. Đại diện bộ đội Gò Công vừa ra khỏi thị trấn thì ngay lập tức máy bay lao tới ném bom bắn phá khu vực mà bộ đội Bình Xuyên vừa rút. Là con em nhân dân địa phương thạo thuộc sông biển của tỉnh nhà, hai hôm sau bộ đội Gò Công đã vượt sông Vàm Láng, cửa sông Xoài Rạp đến hạ trại trên xóm Cả Đại, xã Lý Nhơn thuộc rừng xác Nhà Bè. Bấy giờ bộ đội Bình Xuyên vẫn chưa về tới. Từ đây bộ đội Gò Công là một bộ phận khăng khít của bộ đội Bình Xuyên. Mấy hôm sau, bộ đội Bến Tre do Trương Văn Dầu chỉ huy cũng kéo tới đóng trên xã Lý Nhơn gần bộ đội Gò Công. Cuối cùng, rạng ngày 25 tháng 2 năm 1946, đoàn quân về đến rừng xác. Bộ phận Viễn Chinh đi chiến đấu ở Bến Tre đã trở lại chính nơi mà cách đó gần một tháng họ lên đường. Quân số có đông hơn buổi ra đi. Nhưng giờ đây, Dương Văn Dương cùng một số cán bộ chiến sĩ không còn nữa. Rồi ra, tên của Dương Văn Dương, thiếu tướng khu bộ phó khu 7, chỉ huy trưởng Liên Chi 23 Bình Xuyên sẽ còn được nhắc lại trong phiên hiệu một trung đoàn bộ đội hay một con kinh kháng chiến hay trong tâm thức của mọi người. Dù sao, cuộc kháng chiến mới bắt đầu, mỗi cán bộ chiến sĩ Bình Xuyên nén nỗi buồn mất mát, điềm tĩnh và từng trải hơn khi tiến bước trên chặng hành trình với bao cam go thử thách đang chờ đón họ ở chiến trường miền Đông Nam Bộ. Chương 5. Chiến trường miền Đông. Từ Thới Thuận, thị tứ duy nhất của Bến Tre còn chưa vào tay địch, bộ đội Bình Xuyên bỏ đường biển theo đường bộ trở lại miền Đông. Ngày nghỉ đêm đi được nhân dân giúp đỡ, đoàn quân qua Cù Lao Bình Đại, vượt sông Tiền Giang, qua Tân An, lại vượt dòng Vàm Cỏ, qua Cần Đước, về tới An Thới Đông, rồi dừng chân trên rừng Rồng Phệt,
ở phía nam ấp Bài Yên, xã Tân Thạnh, huyện Nhà Bè, là dòng đất cao ở cực nam chiến khu rừng Sác, biệt lập với xóm ấp, lọt trong cánh rừng ngập mặn hoang dại, trải ngút ngát phía bắc dòng Đồng Thịnh, một con sông chảy về vịnh Gành Rái, cửa của dòng Thất Kỳ Giang, sông Ngã Bảy. Phía trong cửa biển Cần Giờ, rừng rồng phệt đủ rộng và đảm bảo an toàn cho 500 người nghỉ ngơi vào sắp xếp đội hình sau những ngày gian truân trên dặm dài viễn chinh về miền Tây. Ngày 6 tháng 3 năm 1946, Hiệp định sơ bộ giữa ta và Pháp được ký kết. Dù vậy, thực dân Pháp vẫn chủ trương tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quân sự tại Nam Bộ và Nam Vĩ Tuyến 16, đồng thời với các biện pháp quân sự nhằm tiêu diệt lực lượng kháng chiến của ta, bình định các vùng nông thôn, địch tiến hành các thủ đoạn chính trị khác, hòng biến Nam Bộ thành xứ tự trị thuộc khối Liên Hiệp Pháp. Chúng lôi kéo tay sai, lập hội đồng tư vấn, lập các đảng phái phản động như Mặt trận Quốc gia Liên Hiệp, Việt Nam Cách mạng Dân chủ Xã hội Đảng, Liên minh Dân chủ Đảng, tung bọn phòng nhì, tay sai thâm nhập dần vào một số đơn vị võ trang của ta, hòng lũng đoạn phá hoại ta từ bên trong, nắm các giáo phái chia rẽ Việt Nam Campuchia, dùng bọn tay sai để lập ra Nam Kỳ Quốc. Với bộ đội Bình Xuyên, từ trước, địch đã có ý định bằng mọi cách lôi kéo lực lượng này rời xa cuộc kháng chiến, biến thành một đội quân tay sai chống phá cách mạng. Sau khi Dương Văn Dương hy sinh, chúng càng giáo diết xúc tiến kế hoạch này. Bảy Viễn là con bài được chúng chọn để thực hiện mưu đồ nói trên. Những ngày cuối tháng 2, Bảy Viễn cùng bộ đội Phú Thọ của mình, gần một trung đội, kéo tới địa bàn rừng Sác thuộc xã Phước An, nơi có sở chỉ huy của Dương Văn Hà, Đinh Văn Nhị, cùng bộ phận bộ đội Bình Xuyên được bố trí ở lại không đi Bến Tre. Bằng thủ đoạn khéo léo, y bắt đầu tiến hành các hoạt động lôi kéo dụ dỗ cán bộ chiến sĩ Bình Xuyên. Nội bộ Liên Chi 2 và 3 dần dần hình thành một nhóm theo phe cánh Bảy Viễn. Cuối tháng 2 năm 1946, cán bộ từ các ban chỉ huy đại đội chi đội của bộ đội Bình Xuyên từ Rồng Phệt vượt sông Lòng Tàu và Đồng Chanh về rừng Sác, xã Phước An dự lễ truy điệu Dương Văn Dương. Nguyễn Bình do có việc đột xuất không tới được, gửi công văn ủy nhiệm cho tập thể cán bộ chỉ huy bộ đội Bình Xuyên cùng Lương Văn Trọng từ Bà Rịa tới, đứng ra tổ chức lễ truy điệu. Thay mặt Nguyễn Bình, Lương Văn Trọng đọc quyết định truy phong liệt sĩ Dương Văn Dương cấp hàm thiếu tướng của Quân đội Quốc gia Việt Nam, ghi nhớ công lao của ông, Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ quyết định lấy tên Dương Văn Dương đặt cho dòng kinh lớn ở trung tâm căn cứ Đồng Tháp 10, thay cho tên cũ là Kinh La Gan Rơ. Cán bộ chiến sĩ bộ đội Bình Xuyên đặc biệt xúc động khi nghe tin Hồ Chủ tịch gửi điện chia buồn với gia quyến người vừa khuất. Sau lễ truy điệu, 41 cán bộ lãnh đạo chỉ huy các đơn vị, các ban ngành trực thuộc đã họp để bầu người thay thế Dương Văn Dương làm chỉ huy trưởng. Dự họp có cả Bảy Viễn. Không khí trong phòng và ngoài hành lang cuộc họp đầy căng thẳng. Các thành viên trong hội nghị đề cử 2 người, Dương Văn Hà có 5 người đề cử, trong đó có Từ Văn Ri, Đinh Văn Nhị và Lê Văn Viễn, 2 người đề cử là Trần Văn Đối và Nguyễn Văn Huỳnh. Thể thức bầu cử đơn giản, số phiếu từng ứng cử viên được căn cứ bằng số cánh tay của đại biểu giơ lên. Kết quả, với số phiếu chỉ trội hơn 2 cánh tay, Dương Văn Hà trúng cử chức chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Liên Chi đội 2 và 3 Bình Xuyên. Tiếp đó, hội nghị đã biểu quyết cử Trần Văn Đối làm chỉ huy phó. Tham vọng nắm bộ đội Bình Xuyên của Bảy Viễn đã bị hội nghị bác bỏ. Phần cuối của chương trình, hội nghị tiến hành bàn bạc chọn lựa điểm đóng quân. Mọi người quyết định lấy vùng núi Bà Rịa nằm kẹp giữa quốc lộ 15 và liên lộ 2 làm khu vực tập kết mới. Những ngày đầu tháng 3 năm 1946, trước khi rời Rồng Phệt, bộ đội Bình Xuyên đã tập kích đồng loạt các căn cứ quân sự đồn bốt địch trong thị trấn Cần Giờ, đánh thiệt hại nặng một trung đội ở ấp Nhì. Số còn lại, gần 2 trung đội đóng ở ấp Tuân và ấp 3,
giạt ra mép nước của bãi biển Cần Giờ và được tàu tuần tiễu địch từ cửa Cần Giờ vào cấp cứu. Thượng tuần tháng 3 năm 1946, các đơn vị chiến đấu và một bộ phận nhỏ ban ngành trực thuộc bộ đội huyện Châu Thành vượt quốc lộ 15 tới hạ trại ở núi Hàm Rồng và eo ông thuộc cụm núi Thị Vải, ông Trịnh, Tóc Tiên. Tư Huỳnh đưa lực lượng của mình, đại đội 3 chi đội 3, tới núi Hàm Rồng, một mình đóng cạnh con suối Mù Cua. Các đơn vị còn lại kéo cả tới núi eo ông, chia quân trấn giữ. Bộ đội Thủ Thiêm và đại đội 3 chi đội 2 đóng dưới chân núi, bộ đội Phú Thọ của Bảy Viễn nhè chóp đỉnh hạ trại. Giữa lưng chừng núi là khu vực đóng quân của các đơn vị khác thuộc chi đội 2 và 3. Sở chỉ huy chung đặt tại Rạch Nghệ, vùng rừng xác thuộc xã Phước Hòa, huyện Châu Thành, phía tây quốc lộ 15, binh công xưởng pháo lớn Đại Bác 75 ly và súng 24 ly cùng các tàu thuyền vẫn đặt nguyên chỗ cũ sâu trong rừng xác. Ổn định nơi ăn chốn ở cho cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị, bộ chỉ huy triển khai các mặt công tác nhằm từng bước củng cố tăng cường sức chiến đấu của bộ đội. Thời kỳ này kéo dài đến hết tháng 5 năm 1946 và được tiếp tục cả một thời gian dài sau đó. Về cơ bản, sau khi chỉnh đốn lại lực lượng, cơ cấu chỉ huy hợp lý hơn, chất lượng bộ đội Bình Xuyên được nâng lên một bước. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.